Bạn yêu mến CR7, hâm mộ lối chơi của Jurgen Klopp hay đơn giản là muốn có cho mình một chiếc áo độc đáo mỗi khi ra đường, hãy đến với Cà Bóng Đá. Đặt hàng ngay bằng cách nhắn tin trực tiếp trên fanpage hoặc gọi về số 0898 673 303. Daniele Rugani xem mình đã may mắn vì đã nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng của đại dịch Covid. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nội bộ của Juventus, Rugani cho biết anh không bị các triệu chứng nghiêm trọng, chẳng hạn như các vấn đề về hô hấp, điều nghiêm trọng nhất của Covid-19. Anh nói, tôi muốn trấn an mọi người rằng tôi vẫn ổn, tôi luôn trong trạng thái khá tốt, tôi không có triệu chứng nghiêm trọng được đề cập. Tôi coi mình là người may mắn, ngay cả khi đó là một đòn giáng nặng nề, vì tôi là người đầu tiên trong môi trường của chúng tôi. Nhưng đổi lại, tôi đã nâng cao nhận thức của tất cả những người chưa hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Rugani tiết lộ anh đã trải qua thời gian cách ly bằng cách xem loạt phim truyền hình Blindy Blinders và đọc tiểu thuyết Harry Potter để cải thiện tiếng Anh. Dù vậy, anh thừa nhận không có thời gian cho gia đình. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, UEFA cũng đã phải hoãn toàn bộ các giải đấu cấp độ châu lục như Champions League, Europa League và hàng loạt các giải dành cho lứa trẻ. Không những vậy, nhiều khả năng ngày hội bóng đá được chờ đợi nhất trong năm Euro 2020 cũng đứng trước nguy cơ không thể diễn ra như dự kiến. Nếu như Euro không thể diễn ra vào tháng 6 năm 2020, UEFA sẽ phải chịu thiệt hại khá lớn do đã có những ràng buộc hợp đồng về tài trợ, hình ảnh v.v. Daily Mail cho biết, UEFA dự định sẽ yêu cầu các đội bóng cũng như liên đoàn thành viên bồi thường khoảng 275 triệu bảng cho những thiệt hại của họ. Về phía các câu lạc bộ, đa phần họ muốn hoàn thành nốt các giải đấu mình đang tham dự sau đợt hoãn này. Do đó, gần như chắc chắn Euro 2020 sẽ khó có thể diễn ra vào tháng 6 như dự kiến. Đây chính là điểm UEFA vịn vào để đòi hỏi được bồi thường nếu như Euro bị hoãn. Cuối mùa giải trước và đầu mùa giải này chứng kiến phong độ xuống dốc thảm hại của Matic khi anh đánh mất vị trí chính thức trong đội hình của Solskjaer. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau gần một năm đen tối đã được cầu thủ người Serbia để lại sau lưng khi anh hồi sinh mạnh mẽ kể từ đầu năm 2020 cho đến nay. Hợp đồng cũ giữa Matic và Manchester United sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này. Vì cả ba lãnh đạo đội bóng và Matic đều cùng nhìn về một hướng giúp mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Theo Manchester Evening News đưa tin, Man United sẽ kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm với cựu tiền vệ của Chelsea. Dự kiến trong vài ngày tới, đội bên sẽ thảo luận thêm một số chi tiết để tiến tới việc ký kết. Theo tờ UOL của Brazil, luật sư của Ronaldinho đã đề nghị bảo lãnh cho thân chủ với số tiền 1,6 triệu đô và cộng với việc thế chấp một ngôi nhà trị giá 800.000 đô la được sở hữu bởi một triệu phú người Paraguay và người bạn của huyền thoại này. Tuy nhiên, lời đề nghị này đã nhanh chóng bị tòa án bác bỏ. Thẩm phán Gustavo Amarilla cho rằng giá trị của ngôi nhà quá thấp khi so sánh với khối tài sản khổng lồ mà cầu thủ người Brazil đã tạo ra trong suốt sự nghiệp. Manchester United đã theo đuổi tiền đạo Antoine Griezmann từ năm 2017. Tuy nhiên, nhiều lý do đã khiến cho đội bóng nước Anh vẫn chưa thể thành công với thương vụ này. Thế nhưng, theo Diario Gol, Man United đang nắm giữ cơ hội rất lớn để sở hữu số 7 của Barca ngay trong mùa hè này. Và rất bất ngờ, Neymar lại đóng vai trò then chốt trong câu chuyện. Cụ thể, Barcelona đang đàm phán với PSG để mua lại Neymar. Mức phí dành cho cầu thủ người Brazil rơi vào khoảng 150 triệu euro. Để tránh luật vi phạm công bằng tài chính, Barca nhiều khả năng sẽ bán bớt ngôi sao của mình để giảm tải các khoản chi. Antoine Griezmann chính là cái tên gây thất vọng nhất vào lúc này của Barca. Mặt khác, nếu Neymar cần về Camp Nou, Barca chắc chắn sẽ phải trở lại với bộ ba tấn công Messi, Neymar, Suarez và chắc chắn sẽ không có chỗ cho tiền đạo người Pháp. V-League 2020 đã trải qua hai vòng đấu đầu tiên với những trận cầu rất hấp dẫn và ghi nhiều bàn thắng. Điều này mang tới những tín hiệu tích cực cho Paul Hossel trong việc tìm kiếm phương án mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam. Một trong số những cái tên thi đấu nổi bật nhất là tiền đạo Nguyễn Xuân Nam. Siêu dự bị của Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có phong độ rất tốt trong sự nghiệp của mình. 5 bàn thắng sau 3 trận đấu đã biến Xuân Nam trở thành tiền đạo có hiệu suất ghi bàn cao nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Một cầu thủ tấn công khác cũng có phong độ rất tốt ở những trận đấu vừa qua là Mạc Hồng Quân và sự trở lại của Phan Văn Đức. Được biết, thầy trò Paul Hossel sẽ quay trở lại tập trung từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Từ bây giờ cho tới lúc đó vẫn còn hơn 2 tháng để chiến lược gia người Hàn Quốc kiểm chứng phong độ của các cầu thủ trước khi ông đưa ra quyết định cuối cùng.